máy xử lý đồ uống đa năng Kanoshi được sản xuất tại nhà máy NT lần đầu tiên được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam với các tính năng như sau. Đối với rượu và đồ uống có cồn, đồng hóa rượu tương đương rượu hạ thổ 7-10 năm như một số quy trình bảo quản rượu tại các nước châu Âu thường làm. Rượu đã được hạ thổ có thể loại bỏ các chất độc tố tự nhiên có trong rượu, giúp cơ thể đào thải nhanh, không khát nước, khô cổ, mệt mỏi sau khi phải uống nhiều rượu. Đối với đồ uống khác, làm dậy mùi nguyên thủy thơm ngon dễ uống, giúp cho cơ thể dễ hấp thụ các dưỡng chất có trong đồ uống. Đối với đồ trang sức, làm sạch các đồ trang sức, giúp cho bề mặt sáng bóng tự nhiên như mới với thời gian cực nhanh. Đối với nước uống, giúp cơ thể hấp thụ nhanh, đào thải nhanh, làm tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe một cách tự nhiên. Ngoài ra, nước xử lý qua máy còn sử dụng như nước tẩy trang cho phái đẹp. Máy xử lý đồ uống Kanoshi sử dụng công nghệ sóng siêu âm cơ học. Khi máy hoạt động, sẽ tạo ra chùm sóng siêu âm cơ học mang năng lượng lớn, tác dụng lên dung dịch, làm cho các phân tử dao động, tạo ra các khe hở và bong bóng khí. Các bong bóng khí này di chuyển với vận tốc cao sẽ tăng kích thước và tăng áp suất lên bề mặt chất lỏng, khiến cho các bong bóng khí nổ tạo nhiệt độ cao, áp suất cực đại, sẽ phá vỡ và chia nhỏ các phân tử, giúp chuyển hóa nhanh hơn nhiều lần so với chuyển hóa tự nhiên. Kanoshi, máy xử lý đồ uống, một sản phẩm của NT Việt Nam. Để sức khỏe gia đình bạn được an toàn, hãy sử dụng máy xử lý đồ uống Kanoshi.